Đồ Cao Quang Thanh xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 27 tháng 4. Em xin gửi đến mọi người một số con máy câu và một số cây cần. Shop em là ở bên quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người mua hàng của bên em là được kiểm tra trước khi thanh toán nha. Và bên em có ship toàn quốc. Mọi người mua thì vui lòng nhắn tin, gọi điện hoặc là nhắn Zalo cho em qua số 077 8873 789. Shop em là ở bên quận 7 ha. Mọi người có thời gian thì có thể ghé bên em để tham khảo các cái mẫu cần máy câu. Đầu tiên giới thiệu đến mọi người là máy trước, con số 1 nha mọi người. Số 1 là một con máy mô bin chết ha. Mô bin chết nha mọi người. Số 1 dòng Daiwa Procaster ST-8000. Shop dòng này thì mình câu lục ha mọi người, nhưng mà nó là mô bin chết ha. Mô bin này thì nó không có xoay được nha mọi người. Con lăng thì còn sáng đẹp. Con này là của Nhật. Tay cầm của nó, em xin lỗi, cái con máy này thì nó xài được hai tay ha, trái phải luôn, hoạt động còn tốt. Thông số dây của nó đây mọi người. Thông số dây là số 2 là 290, số 3 là 200 và số 4 là 140. Cối của nó là dạng cối nhựa ha, cối nhựa carbon. Ngoại hình thì trầy xước ít. Hoạt động thì còn tốt. Cân nặng là 570g và giá là 250, 250 con này. Số 1. Số 2 là một con máy của Thái Lan. Dòng Daiwa H2000 Long Cast. Con này thì thông số dây của nó là số 4 là 250m, số 5 là 200, số 6 là 150m. Con này số 6 150 thì size khoảng 56.000. Cối của nó là cối carbon, mình xài hai tay luôn. Mô bin sóng, con này mô bin sóng ha, gạt cước còn ok. Con lăng đây mọi người, toàn thân nó là nhựa ha, nhựa carbon graphite. Cân nặng là 320g, mã số 2, giá 230.000 ha. Ngoại hình thì cũng có hơi trầy xước, hơi cũ theo thời gian. Tay cầm ở đây thì nó cũng hơi cũ theo thời gian. Tay cầm này là bằng chất liệu kim loại. Rồi, cây nè, con này là con số 2, giá 230. Số 3 là một con đuôi chuột. Con này là của hãng Fishing RD952. Đuôi chuột Made in Korea, hoạt động còn tốt. Đây, mình chỉnh mô bin là ở phần dưới cái đít đó nha mọi người. Đây mình chỉnh mô bin nó ở dưới đít ha, siết vặn mô bin. Con này thì size của nó khoảng là 1.500, size khoảng 2.500, cước 3 vào 120m ha, ratio 4.8:1. Size tầm lớn hơn 2.000 xíu nha mọi người. Tay quay của nó là tay mình xài hai tay luôn. Con lăng còn ok. Trời, con này thì nó nặng là 250g. Số 3, con này để cho mọi người là 150.000. Con số 3 giá 150. Số 4 nha mọi người, số 4 là một cặp máy rùa, máy ngang này. Máy ngang rùa nè mọi người. Em bán một cặp này là giá là 300.000 nha. Gồm có một con Daiwa. Dòng này thì mình chỉ xài là tay phải thôi. Xài một tay thôi. Con này là Daiwa Chinu Zeker SS. Hai bạc đạn ha, con này trên máy nó để hai bạc đạn. Con lăng còn xài ok nha mọi người, con chạy cước nè. Cái phần siết giảm này thì nó cũng còn hoạt động tốt nha mọi người. Đó,
mình đây mình siết lại ha, mình mở ra thì giảm cái giảm cướp mà. Nó nhẹ hơn. À, nói chung là tất cả các chức năng là đều hoạt động ok hết. Con này là của Nhật. Đó. Nặng là 140g. Và con thứ hai của cặp này nó là con cũng là dòng Daiwa luôn. Daiwa Chinu Checker luôn nha mọi người. Con này thì màu của nó là màu xám như thế này. Trong máy thì nó không còn cước ha. Đó. Con lăn thì vẫn còn hoạt động ok. Cái phần siết giảm này thì cũng còn hoạt động tốt ha. Đó. Này mình siết lại ha. Còn mình mở ra. Rồi con máy này là của Thái Lan nha mọi người. Con này là của Thái ha. Rồi tất cả chắc chức năng là hoạt động bình thường hết. Cân nặng là 140g. Rồi em bán cặp này là 300.000 một cặp cho mọi người về câu ha. Đó. Giá bình dân luôn. Một con Nhật và một con Thái Lan. Cân nặng đều là 140g. Số 4 này giá 300. Số 5 là một cặp máy máy câu bè ha. Gồm có một con này là con Daiwa Checker GS-7 luôn. Đó. Xài tay phải ha. Con này xài tay phải. Đây, các chức năng thì còn hoạt động hết, ok hết nha mọi người. Đó. Con này là của Nhật. Cân nặng 130g. Và một con Ikeda. Con này là của Shimano. Titatoru Demi. Con này là của Shimano. Thông số dây của nó là mọi người, số 3 là 100m, số 4 70, Datio là 3.6.1. Dòng này là dạng dòng Ikeda nha mọi người. Con máy này thì không rõ nước sản xuất ha. Không biết nước sản nước nào, thường là con của Nhật mà cái này không thấy để. Rồi. Cân nặng cũng là 130g. Số 5 này là giá 250 ha. 250 một cặp này. Rồi. Đó là mã số 5. Tiếp theo là số 6 trở đi á mọi người, là một số cây cần cho mọi người nha. Rồi cây số 6 này là một cây dây trong 2m7 độ cứng 30. Cây này là được sản xuất tại Nhật ha mọi người. Đó. 2m7 cứng 30. Ngay cái phần thân nó đây thì nó có hơi bị dính một số cái vảy cá và nó có hơi trầy xước. Bát của nó là bát Daiwa. Chỗ này nó có hơi bị ra ten nhẹ ha. Luồn bu xích luôn. Ngọn của cần này là 2 ly 3 nặng 250g, số 6 giá 400.000. Cây này thì nó có 3 lóng. 3 lóng ha. Cái phôi ngay cái lóng thứ hai thì nó có hơi bị dược cái phần sơn nhẹ ha mọi người. Rồi cây này là cây số 6, cân nặng 250g, giá 400.000. Cây số 7 cũng là một cây dây trong của Shimano. Cây này là ISO dây trong nha mọi người. Dòng dây trong ISO ha. Bát của nó là bát titanium, Fuji titanium ha. Dài 5m3, đọt 1.5. Cốt nô 2014-15. Cây này trên thân cần nó không có để nước sản xuất. Ngọn của cần là 2,8 ly, dài 5m3, cân nặng là 170g nha mọi người. Một lóng nè, hai lóng nè, ba lóng, năm lóng tất cả. Đọt 2,8 ly. Cân nặng 170g, số 7 à. 650.000 nha mọi người. Số 8 à. Số 8 là một cây Daiwa nha mọi người, Daiwa 2 khúc ha. Hodelock. Dài là 2m4, độ cứng là 80. Hai da xoắn ít luôn.
Cây này được sản xuất tại Đài Loan. Bát Fuji, khoen là khoen Fuji đá sứ ha. Khoen Fuji đá sứ. Ngọn của cần này là 3,2 ly, cân nặng 380 g. Bát Fuji 52. Số 8 ạ. Cái này chất liệu là carbon ha. Ngay cái phần này nó hơi rỉ nhẹ. Tem vàng xuất Nhật ha. Đài Loan xuất Nhật. Số 8 650 ngàn. Số 9 là một cây súp. Cây này là chất liệu là carbon. Bát là bát Daiwa Fuji Daiwa. Cần này thì không rõ hãng sản xuất ha. Nó bị trầy cái hãng với lại cái độ cứng thông số. Khoen này là khoen đá sứ. Ngọn của cần là 2,6 ly. Cây này nó dài 4m2, cân nặng 480 g. 480 g. Phôi cần đây mọi người, bốn lóng tất cả, cứng. Cây này cứng tầm 25. Cây số 9 giá để cho mọi người là 400 ngàn thôi, phi ship luôn. Cây số 10 là một cây Rotverse Carbon, Carbon vân. Bát Fuji FS6 đọt số 1. Khoen này là khoen Fuji luôn. Ngọn của cần là 1,4 ly, cân nặng 200 g. Năm lóng ạ. Cây số 10 giá 400 ngàn. Số 10 400, nặng 200 g. Đọt là 1 ly 4. Số 11 là một cây lưu 2 khúc, chất liệu carbon. Bát Fuji 18, dòng của hãng Alpha, dài 1m65. Cái này dài 1m65 thôi nha mọi người, hai lóng, hai khúc, khoen Fuji đá sứ carbon vân. Ngọn của cần này là đọt 2,2 ly, cân nặng 120 g. Số 11 dài 1m65, giá là 380 ngàn. Vô cần còn đẹp, 380 ngàn. Tay cầm ở đây là bằng mút ha. Số 11 380. Số 12 là một cây Olympic Black Spin, dài 2m4. Bát Fuji FS6, khoen Fuji đá sứ. Ngọn của cần này là 2 ly, nặng 140 g. Có 3 lóng tất cả. Số 12 2m4, 2 ly, nặng 140 g. Cây này 270 ngàn. Số 13. Số 13 là một cây Vertex Wheelcaster, dài 3m6, độ cứng 15. Bát Fuji FS6 ha, carbon trơn, khoen Fuji. Cây này 4 khoen ha. Ngọn của cần này là 1,8 ly, cân nặng là 240 g, dài 36. Số 13, cây này giá 300 ngàn. Cần này có hơi trầy xước ha mọi người, carbon trơn. Số 13 300. Số 14 là một cây Olympic. Cây này là lóng ngắn, thu gọn là 57,5 cm, lóng lỡ, dài 6m3. Em đo thực tế là còn 6m1 ha mọi người. Cây này thì ra thẳng lắm, nhưng mà nó có một vài cái điểm mà nó có chỉnh sửa lại ha. Cây này thì ngọn nó là 0,8 ly, cần ra thẳng cần, nặng 260 g, dài 6m1. Đây đọt của nó đây. Lóng thứ 2, lóng thứ 3, thứ 4, thứ 5, lóng thứ 6. Cây này thì nó có đi chỉ và đi keo, không biết có sự cố hay là nó làm để cho chắc cần thì không rõ nha mọi người. Đây cái lóng này là một lóng nè. Lóng thứ 2 nè, thứ 3, thứ 4, thứ 5 này thì nó có đi chỉ nhưng mà chưa đi keo. Đó, thứ 6. Đây, còn các lóng của nó thì nó đều đi như vậy. Thì không rõ là nó có khả năng là nó đi để cho mình bảo vệ cái lóng thôi ha. Đó, bảo vệ lóng chống nổ cần.
Rồi cây này thì để cho mọi người giá 400 ngàn thôi ha. Cần ra thẳng lắm nha mọi người. Dòng Olympic ha. Số 14 là 400. Số 15 là một cây cần tay lóng ngắn của hãng Alpha King. Dài 5m4, cây này độ cứng trung bình, cần ra là võng nha mọi người, hơi võng ở đầu cần, độ cứng chắc tầm 2,5 thôi. Đọt là 0,9 ly, dài 5m4, cân nặng 200g và thu gọn là 54cm. Cây này đọt của nó là đọt đặc. Lóng thứ 3 nè. Từ các lóng thì cũng còn đẹp ha. Cần ra hơi võng nhẹ. Đây có hơi bị trầy sơ thôi. Lóng này hơi trầy. Dài 5m4. Cây số 15 giá 500. 16 là một cây lóng ngắn. Cây này không rõ hãng nha mọi người, không biết có logo này hãng gì đây. Dài là 4m5. Bị hụt. Cái này bị hụt ngọn rồi, hụt 30 à, hụt 20cm ha, còn có 4m3. Dòng Super Sensor nè mọi người. À cái này Super Sensor Direct. Ngọn 0,8 ly. Cây này thì ra cần cũng có bị võng nha mọi người. Đọt là 0,8 ly. Đọt đặc 0,8 ly. Phơi cần đây thì nó cũng hơi bị trầy xước. Mẹ ơi mẹ cho con kẹo đi. Cho con hai cái kẹo đi. Có bị trầy xước nha mọi người. Nặng là 80g. Thu gọn là 55cm. Số 16. Số 16 này giá 400. Cái này mã 16 à, giá 400 ngàn. 17 là một cây mini, thu gọn là cái này đến cây thu gọn ha. Thu gọn là khoảng 53cm. Dài là 2m1 nè mọi người. Dòng Static Enjoy Made in Korea ha. Chất liệu là fit nha mọi người. Từ cây này trở đi là fit và khoan là full si đá sứ. Bát vặn tay cầm ở đây là bằng mút ha. Dài 2m1, đọt 1.8 nè, đọt đặc. Cứng tầm 20. 5 lóng tất cả, 6 lóng tất cả. Nặng 230g. Số 17 giá 190.000 nha mọi người. 18. 18 là một cây 3 khúc 2 ngọn. Cây này của hãng Suyumi, Hàn Quốc sản xuất ha. Dài 3m nè. Độ cứng là 50-80. Cần còn rất đẹp đó. Fuji 24 ha. Khoan Fuji đá sứ. Ngọn 2.1 và 2.3. Cân nặng 340g. Hai đọt tháp. Cần còn rất đẹp ha. Số 18 nè. Giá 400 ngàn. 18. 19 là một cây 3 khúc. 3 khúc 3m. 3 khúc 3m. Cây này là của hãng TFR. Dài 3m. 3 khúc. Bát là bát vặn ha. Hàng nội địa Nhật. Tay cầm là bằng gỗ nè. Phôi cần còn rất đẹp. Đọt 3.4 nặng 500g. Số 19 350 ạ. Dòng này thì cứng cũng không có cao nha mọi người, tầm 25-30 thôi, chứ không có cứng nhiều đâu. 25-30. Số 19 350.000. 20 là em bán một cặp. Cặp cần này là cặp cần một khúc, gồm hai cây 1m3 hết. Cần này là dạng cần đặc nè, gồm một cây của hãng ABE Collection 1m3 UL. Cây này UL, khoen là khoen đá sứ à. Đá sứ hãng UL. Đọt là 1.2 ly nặng 100g. Cái này cũng đọt 1.2 ly nặng 100g, dài cũng 1m3, bát là bát vặn. Cái này cứng 30, cái này độ cứng là khác nhau ha. Mà thông số đọt thì giống nhau, cũng tháp đọt luôn. Cân nặng cũng 100g, số 20 250. Số 21 là một cây cần súp.
36 bóng lóng, file súp. Bát Fuji F7, khoen Fuji đá sứ, cần này fit nhưng mà đọt nó thì cứng, đọt như là đọt carbon nha mọi người. Đọt 1 ly 9 nha, độ cứng cây này tầm 20, nặng 320g, số 21, 300.000, 4 lóng tất cả. Khoen Fuji, khoen cái là khoen gập. Số 21, 300. 22 cũng là một cây súp, 4m2, tay cầm ở đây là nó bọc bằng da. Bát Fuji FS7 của hãng MG Last Rose. Khoen là khoen đá sứ hãng. Đọt của cần này là 2,6 ly. Cân nặng của cần là 620g. Số 22 nặng là 620g luôn nha mọi người. Cây này nhìn chung là hơi nặng ha. Rồi cứng tầm 20-25. Có 4-5 lóng. 5 lóng tất cả. 5 lóng tất cả ha. Số 22 300.000. Số 23 là một cây 2 khúc. Hai khúc trúc thật bát Fuji FS6 nha mọi người, khoen là khoen Fuji ha. Đó, khoen là khoen Fuji ha. Trần handmade. Chiều dài là 2m7. Đọt cây này thì nó cũng mềm thôi mọi người, đọt có 1 ly mốt thôi, nặng 240g. Đọt cây này nó tháp ha. Mà không biết tháp là tháp fit hay là tháp đọt thủy tinh, nhưng mà em thấy nó mềm ha. Độ cứng chất tầm 20 thôi nha mọi người. Cân nặng 240g. Cần thì còn rất là bóng đẹp. 250, số 23. Chút thật. 24 là em bán một cặp súp. Súp này thì em bán 390 cặp này, gồm một cây là hai cây đều 4m5 hết. Cứng 30 nha mọi người, một cây 3 ly 1 và một cây là đọt 3 ly 3. Cây màu đỏ này thì đọt nó là 3 ly 1 nè mọi người. Khoen là dạng khoen đá sứ như thế này, không phải là khoen Fuji ha. Phu cần thì còn bóng đẹp. Nó hơi bị dính bụi thôi. Cân nặng của cần này là 630g. Và cây này đọt nó là 3 ly 3. Phu cần còn đẹp. Nặng 510g. Cây này là của China sản xuất ha mọi người. À, cây này nó đọt nó lớn nhưng mà nó đẻ cứng 15-25. Like là 8 cho tới 20 là B. Con này mát của nó tầm 10kg cá mọi người. Số 14 này giá 390 cặp này ha. 390 một cặp này. Số 24. Rồi, nãy giờ em giới thiệu đến mọi người một số cây cần câu và máy câu. Mọi người mua mã nào cứ nhắn giùm em nha. Rồi em xin chào và cảm ơn tất cả mọi người. Rồi.